Mỗi lần bạn hút thuốc, thuốc lá sẽ tàn phá cơ thể bạn từ bên trong. Hút thuốc sẽ gặm nhấm hầu như mọi cơ quan quan trọng và mô bào của cơ thể, tim, phổi, kể cả miệng, răng và cổ họng. Hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Các tác hại của thuốc lá nay đã được thể hiện rõ trên bao thuốc. Hãy bỏ thuốc ngay hôm nay. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2013, hút thuốc trong khu vực cấm sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Khi bạn hút thuốc gần trẻ em, bạn làm cho các em tiếp xúc với hàng ngàn hóa chất độc hại đang tàn phá cơ thể các em từ bên trong. Khói thuốc chứa độc tố như phormone và carbon monoxide làm tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như viêm tay giữa, hen suyễn nặng và bệnh phổi chết người. Khói thuốc còn là nguyên nhân sinh con thiếu cân và tăng gấp đôi nguy cơ trẻ sơ sinh bị đột tử. Các tác hại của thuốc lá nay đã được thể hiện rõ trên bao thuốc. Hãy bỏ thuốc ngay hôm nay. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2013, hút thuốc trong khu vực cấm sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà, nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 quy định cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nơi vui chơi của trẻ em, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, cấm hút thuốc lá trong nhà, tại nơi làm việc, trường cao đẳng, đại học, học viện, cấm hút thuốc trên ô tô, máy bay, tàu điện. Người đứng đầu các khu vực cấm hút thuốc lá có quyền buộc người hút thuốc dừng hút thuốc, xử phạt theo quy định, ngừng cung cấp dịch vụ, yêu cầu người hút thuốc ra khỏi khu vực quản lý nếu tiếp tục vi phạm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khói thuốc lá gây tổn thương một loại gen quan trọng bảo vệ tế bào phổi của chúng ta khỏi ung thư. Mỗi một tế bào bị khói thuốc lá làm tổn hại sẽ dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh ung thư phổi. Mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cho bạn và những người xung quanh. Lá phổi cũng giống như bọt biển, dùng để hấp thu không khí, nhưng một số người dùng phổi để hấp thu khói thuốc. Nếu bạn chắt lọc chất nhựa gây ung thư từ trong phổi của một người, hút ngày một bao thuốc trong một năm, bạn sẽ có được một lượng như thế này. Đủ để gây bệnh cho bạn, bệnh nặng nữa đấy. Phổi con người có hàng triệu túi không khí li ti làm nhiệm vụ trao đổi oxy. Mỗi một hơi thuốc hoặc một lần hít phải khói thuốc lá đều gây hại cho phổi. Hãy nhớ rằng hít phải khói thuốc dù ít hay nhiều cũng đều hủy hoại lá phổi của bạn. Mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho bạn và những người xung quanh. Mỗi điếu thuốc lá có hại cho sức khỏe của bạn. Đây là một phần động mạch chủ của trái tim. Hút thuốc làm cho thành động mạch kết dính và tập trung chất cặn gây nguy hiểm. Một lượng xơ cứng nhiều như thế này đã được tìm thấy trên thành động mạch của một người hút thuốc 32 tuổi. Mỗi điếu thuốc lá có hại cho sức khỏe của bạn. Lá phổi được hình thành bởi hàng triệu túi khí bé nhỏ. Hóa chất trong khói thuốc sẽ hủy hoại những túi khí này. Đây là căn bệnh khí thủng và vô phương cứu chữa. Dù bạn chỉ hút loại thuốc lá có ít chất nhựa, bạn vẫn có nguy cơ mắc chứng khí thủng trong thời kỳ đầu. Mà hầu như người nghiện thuốc nào cũng mắc phải. Bố hút thuốc là bé yêu của mẹ ho rồi nhờ.
con nó còn nhỏ đừng hút thuốc nữa. Anh quên mất, anh xin lỗi ba mẹ con nhé. Mẹ ơi. Đây, bố không hút thuốc nữa rồi, ngoan. Hãy lên tiếng vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu. Mỗi lần bạn hút, thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn từ bên trong. Hút thuốc sẽ gặm nhấm hầu như mọi cơ quan quan trọng và mô bào của cơ thể. Tim, phổi, kể cả miệng, răng và cổ họng, cả bộ óc nữa. Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn từ bên trong. Hãy bỏ thuốc ngay hôm nay. Trong khói thuốc có hàng ngàn chất độc hại có thể tác động lên thành mạch máu, làm rối loạn mỡ máu và đông máu, dẫn tới các biến cố tim mạch có thể gây tử vong hoặc tàn phế. Tai biến mạch máu não là một biến cố nguy hiểm thường gặp do sự hình thành của các cục máu đông gây tắc mạch máu hoặc xuất huyết não. Đây là hình ảnh chảy máu não ở người hút thuốc tuổi 38. Mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não cho bạn và những người xung quanh. Cứ 8 giây trên thế giới, có một người chết vì thuốc lá. Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 chất độc hại, trong đó có 43 chất là tác nhân gây ung thư. Khi hút thuốc, các chất này tấn công mô sống ngay lập tức. Thuốc lá giết chết 1/3 số người sử dụng nó. Hút thuốc thụ động cũng nguy hiểm không kém hút thuốc chủ động. Nếu bạn là người thông minh, có hiểu biết, thương yêu người thân và coi trọng sự phát triển toàn diện của con cái, bạn sẽ không hút thuốc.